Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay thì cô lành chành bồn nha cô chú anh chị, khai trương cái tiệm bún bò gần nhà của Hồng Loan luôn cô chú anh chị. Thì không biết mục đích gì đây, tại sao biết bao nhiêu cái địa điểm không chọn lại khoái chọn gần nhà của cậu Năm mới chịu ha. Hay là để mà cho những cái khán giả, những người mà yêu quý cậu Năm đến đây ủng hộ ta. Thì hôm qua cô chú anh chị biết rằng là cô lành trình bồn với cô Sít và con cô Sít có lên nói này: trời ơi, mấy tháng nay ở thất nghiệp, không có đi làm, không có tiền, nay bây giờ phải chấp nhận bỏ nghỉ, không bán hàng online nữa nó, và ra đây bán bún bò cùng với cô bún bò để kiếm thêm thu nhập để lo cho mẹ già và con nhỏ. Trời ơi, em nghe mà thấy thương quá cô chú anh chị, em nghe mà xót trong lòng luôn, mà em nặng nước mắt ra, mà kiếm nặng hoài nó không ra được một giọt nước mắt nữa. Cái đó là những cái lời nói mà thật sự ra chỉ dành cho những cái người mà họ mới vô cái drama này, họ không biết gì từ đầu đến cuối á, thì họ còn thương. Còn đối với những người mà ta theo dõi từ đầu thì đây giống như là những cái giọt nước mắt cá sấu gì của chú anh chị. Trời ơi, đi xe hơi chạy SH đúng không cô chú anh chị đó, rồi rồi nào là tiền thì giấy 500 một xấp như vậy nè cô chú anh chị đó, tiền đô một cọc, rồi vàng thì một đống, mà bây giờ phải đi bỏ bán hàng online vì bị tấn công quá. Bây giờ phải ra bán bò để kiếm tiền để mà nuôi mẹ già. Trời ơi, thật sự ra nuôi có một cái người mẹ thôi, với một đứa bé thôi, một đứa con nhỏ thôi, mà than lên than xuống. Trong khi Hồng Loan vậy không, nuôi năm đứa con mà có bao giờ mà lên trên mạng than đâu của chú anh chị đó. Và quý vị thấy rõ ràng không, lại là một chiêu trò gì nữa đây đó, biết bao nhiêu chỗ không kiếm bán ha, lại thích bán nghe đó, để mà làm gì Hồng Loan đây, âm mưu gì đây. Mà em nghĩ rằng á, là cái tiệm bún bò này á, thì thật sự ra không phải nói gì chứ dở thì không dám chơi dở, nhưng mà thật sự cái người mà người ta đến đây người ăn, người ta cũng lo ngại. Cái thứ nhất á là cái việc mà những người này chơi bùa ngải gì nữa kia, người ta đến đây đăng người ta cũng sợ bị bỏ bùa, đó là cái thứ nhất nha, theo quan điểm của em nha, chứ em không khẳng định nha. Cái thứ hai ở đây á, đi đến ăn á, mà nhớ những cái người này chửi những cái khán giả là con này con kia đồ ngu mắt ốc mắt não thì ăn gì nổi đâu cô chú anh chị đó. Và một cái điều nữa cô chú anh chị đó là đến đây ăn á, mà nghĩ tới cái việc mà trời ơi, mấy người này đi kêu gọi cái tiền mà lo đám tang cho cố nghệ sĩ, mà bây giờ không sao kê ăn tiền trên cái chết của cố nghệ sĩ thì ăn làm gì vô nữa. Và một điều đặc biệt mà mọi người đang quan tâm đó là lại cùng nhau để mà ức hiếp, ăn hiếp, tranh giành tài sản với con gái của người ta, thì ai mà đến đây ăn nữa cô chú anh chị đó. Thì không biết là cái tiệm bún bò này sẽ duy trì được bao nhiêu ngày nha cô chú anh chị, thì chúng ta hãy ngồi đếm thời gian đi ha. Và em nghĩ rằng á, là chắc chắn là phải có một cái âm mưu gì thì mới chọn gần nhà của Hồng Loan, gần số 5 Đoàn Thị Điểm để mà bán. Chứ quý vị thấy đi, tới cái việc kinh doanh mà cũng toan tính, cũng âm mưu nữa thì thua luôn rồi, đúng không cô chú anh chị? Đó, mà than là nuôi mẹ già, nuôi con nhỏ, tiền thì một đống. Mà tại sao biết mình có ngày hôm nay không? Tại vì do nhân quả đó, mình gieo nhân nào thì mình gặp quả đó. Nếu mà ngày hôm nay mà mình không đi theo cái đường sai lầm của cô Sáu, cũng giống như là không đi tranh giành tài sản, cũng giống như không đối xử tệ bạc với Hồng Loan, thì em nghĩ rằng thì chắc chắn là cô cháu gái sẽ được nhiều người săn đón hơn Hồng Loan, đúng không? Và sẽ kiếm được thật nhiều tiền luôn, nói thiệt. Tại vì họ nghĩ cái trước mắt á, là cái tài sản nó lớn thiệt, nhưng mà họ đâu nghĩ rằng á, thì lúc đầu thì chú Vũ Linh cũng đâu có đâu hai bàn tay trắng, mà chú làm ra cả khối tài sản như vậy, thì bây giờ mình được cái hơn những người khác, mà lúc đầu là chú đâu có ai nâng đỡ đâu, đúng không? Thì bây giờ mình đã được mang danh là cháu của cô nghệ sĩ, cũng đã từng được chú PR, chú dẫn vào nghề, chú giới thiệu với người này người kia,
thì ít ra khi mà chú mất á, thì những người bạn, những người mà từng mang ơn của chú thì người ta cũng sẽ giúp đỡ cho cô cháu gái này để có đi diễn này kia, và từ 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 cái năng lực của mình thì lúc đó mình sẽ nổi tiếng và mình kiếm nhiều tiền, mình mua lại biết bao nhiêu cái căn nhà gì không được. Nhưng mà không, vì cái lòng tham đó, vì lòng tham để đưa đẩy tới con đường ngày hôm nay mà trách ai gì đó. Mình than rằng mình không có tiền, ngày phải kiếm vài trăm ngàn để mà sinh sống. Ủa tại sao mình lại có tiền đi lập viên bằng kiện 8-9 lá đơn, rồi đi lập viên bằng 17-18 cái, kiện 18-19 người đó. Cái tiền lập viên bằng xong mình không để mình nuôi mẹ già, mình nuôi con nhỏ đó, mình đi lập viên bằng. Nếu mình thật sự mình muốn chứng minh cho mình cái trong sạch á, thì mình đi sao kê cái số tiền mà mình đã kêu gọi quyên góp cái tiền đám tang của cố nghệ sĩ ra, thì mình đã minh bạch, mình đã trong sạch rồi, cần gì mà phải đi kiện 18-19 người, dù cho kiện hết 18-19 người đó mà mình có trong sạch chưa. Rồi dù cho Hồng Loan đó, có là con của ai đi chăng nữa thì mình đã có trong sạch chưa? Chưa. Đó, những cái điều đó tại sao chứng mình có thể mà mình trong sạch được mà mình không làm, mà mình lại tiếp tục làm hết cái sai này tới cái sai khác đó. Thậm chí em nói thật, có chuyện đau lòng mà em không nghĩ rằng là cô Sáu và hôm nay là chú Bảy lên nói rằng là mẹ ruột của Hồng Loan lụm lon với anh ghệ mới sinh ra Hồng Loan, sau đó đem bán cho chú Vũ Linh. Thì em nói thật sự, trong lương tâm, ý thức và tiềm thức và lương tâm của những con người này, họ nghĩ như thế nào mà họ lại lên nói như vậy, để nhằm mục đích là triệt hạ Hồng Loan, để cho nhiều người hiểu lầm Hồng Loan. Nhưng mà họ sai cái này nè, mẹ Hồng Loan là mẹ Hồng Loan và Hồng Loan là Hồng Loan. Dù cho mẹ Hồng Loan có lỗi lầm hay có làm bất cứ điều gì á, thì người ta cũng sẽ không trách Hồng Loan của chú anh chị. Tại vì á, đâu ai chọn được cái nơi mình sinh ra, đâu ai chọn được ba mẹ mình là ai, đúng không? Đó. Mà thật sự nếu mà những cái người mà đã xem Hồng Loan như là con ruột, mà giống như lời họ nói, thì họ sẽ không đem những câu chuyện này lên trên mạng xã hội đâu của chú anh chị. Tại sao họ nói được mà bây giờ họ đi tìm bằng chứng đi, họ đưa ra à anh gửi là ai, rồi mẹ ruột là ai, sao hết cái bà bán cà phê ở Hóc Môn bây giờ tới bà nào ở Bến Tre cũng là mẹ ruột. Trời ơi, em không biết là từ đầu drama tới giờ là không biết bao nhiêu mẹ ruột mà họ tự biên tự diễn lên. Mà thật sự những cái điều đó nó không có quan trọng. Mà nó quan trọng ở đây nè, là dù cho Hồng Loan là con của ai, nhưng mà cũng không thể phủ nhận Hồng Loan là con của cố nghệ sĩ Vũ Linh, và chính phủ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là người thừa nhận Hồng Loan chính là con của cố nghệ sĩ, thì không ai có thể xóa bỏ cái quyền làm con của Hồng Loan hết. Đúng không cô chú anh chị? Đó. Tới lúc mà khi mất thì cố nghệ sĩ vẫn yêu thương, vẫn đưa giấy tờ nhà cho Hồng Loan. Và chính này là chính cô Sáu nói, chứ không phải là chính Hồng Loan nói với cô chú anh chị. Đó. Và quý vị thấy một điều đó, vẫn học tên Hồng Loan vẫn nằm trong sổ hộ khẩu, và cả năm cháu ngoại nữa. Nếu những cái người kia nói chú ghét ra làm giấy tờ gì lu bu, đụng tới pháp luật này kia lu bu, thì tại sao chú lại nhập năm đứa cháu ngoại vào hộ khẩu, đúng không? Cái cuốn hộ khẩu thì Hồng Loan đã tung lên cho tất cả mọi người xem đó. Chủ hộ là ông Võ Văn Ngoan, là con gái, con nha, là Hồng Loan và các cháu ngoại đều nằm trong sổ hộ khẩu. Còn cái người mà la là thương nhất thân nhất, mà lúc nào cũng đi gọi là gia đình ruột thịt, tới cả ngày giỗ tổ, cúng tổ rồi cũng đem gia đình ruột thịt để mà vào nữa. Trong khi quý vị thấy không, từ khi nổ drama giờ có bao giờ mà Hồng Loan lại đem tới? Quý vị ơi, hãy ủng hộ gia đình ruột thịt của Hồng Loan, hay ủng hộ cô con gái duy nhất của Hồng Loan không? Chưa bao giờ, cũng chưa gửi một cái lá đơn nào, cũng chưa một lời nào lên gọi là chửi mắng hay là xúc phạm mẹ con của cô Sáu và cả thím Bảy chú Bảy. Nhưng mà họ làm gì? Người thì chở sổ thú, người á thì chửi là những con thú, rồi người á thì là muôn đời muôn kiếp vẫn là con nuôi, còn người á thì là lên nói Hồng Loan là con của lụm lon này kia, để đem cái quá khứ ra để mà cho người ta hiểu sai, cũng giống như hạ uy tín của Hồng Loan. Nhưng họ sai một điều như thế này nè, họ càng làm họ càng dùng dãy thì chứng tỏ rằng là họ đã thua, và chứng tỏ một điều rằng là họ đang ganh ghét Hồng Loan nên mới tìm mọi cách để mà hạ bệ Hồng Loan xuống đó. Nhưng mà thật sự nếu mà họ trong sạch thì họ đã làm rồi, họ đã làm những cái mà họ đáng làm rồi, đúng không cô chú anh chị? Đó, bởi vì càng làm là càng đi quá xa. Ngày hôm nay mở tiệm bún bò thì quý vị, em đặt một câu hỏi nè, tiền ở đâu mở?
là 6-7 tháng nay thất nghiệp thì tiền ở đâu mở quán bún bò đó. Rồi la rằng trước khi mà sẽ cái đám tang á, ở bên trong đám tang còn phải đi chạy vậy mượn tiền để mà lo đám tang, mà xong đám tang còn âm tiền nữa, thì em hỏi tiền đâu mà mở quán bún bò đó. Đặt một câu hỏi, thấy không quý vị, thấy không, khi mà cố nghệ sĩ vừa mất xong cái ai cũng than hết trơn á, xong rồi lo đám tang xong rồi ha, là người á thì có hàm răng, người á thì có tiền kinh doanh online, người á thì mua xe, người á thì bây giờ mở tiệm bún bò đó, mà những cái điều đó nó cực khổ hơn nhiều đúng không? Đó. Nhưng mà họ còn làm được, nhưng mà có cái điều đơn giản là sao kê họ không sao kê được đúng không? À, giống như mở quán bò thì phải chạy đi mua đồ rồi chuẩn bị này kia, mất nhiều thời gian này kia, thôi thay vậy thôi thời gian đó mình ở nhà mình đi sao kê cái số tiền, sao kê cái tài khoản mình ra để mà mình chứng minh ui tôi không liên quan tới vụ việc này nha, ai có kêu gọi ai kêu gọi nha, chứ tôi không có nha, tôi hoàn toàn không có nha, để khẳng định rằng là mình không có nằm trong những cái người mà Hồng Loan nêu tên. Mà vị thử ơi, họ dám nói không? Tại sao mà Hồng Loan lại nêu 11 người mà không phải 12, 13 người? Thì chứng tỏ là trong tay của Hồng Loan đã nắm giữ những cái chứng cứ, những cái bưu chuyển khoản của những người này rồi. Và em nghe nói là trong cái tuần tuần tới với cô chú anh chị thì sẽ có cái kết quả của cái việc mà tiền phúng điếu là bao nhiêu tiền nha cô chú anh chị. Đó, hiện tại đội ngũ bên Hồng Loan là đang xác minh lại những cái số tiền đó, và em nghe nói là cái số khủng rồi nha. Đó, và bây giờ thật sự ra là hết đường binh rồi cô chú anh chị. Đó, và quý vị biết á thì mới nhất thì nghệ sĩ Lê Tính có lên 4 phần rồi. À, phần thứ tư thì nói về cô khọt xèo. À, thì bây giờ cô khọt xèo lên đáp trả như thế này nè cô chú anh chị, để em cho cô chú anh chị nghe nha. Gửi tên Hề Tâm Sanh Tướng LT. LT là gì ta? Lê Tính đó cô chú anh chị. À, hình như tôi nhớ không nhầm, lúc sinh thời thì anh Năm Vũ Linh đã không thích anh, và chính miệng anh đã nói với tôi tại quán cà phê Rital, ba chấm, anh nói anh không biết anh làm gì mà cậu Năm không ưa anh. Giờ tôi đã hiểu ra, anh Năm đã nhìn ra sự giả tạo hiện lên con người của anh Tâm Sinh Tướng ba chấm, nên có bao giờ anh được tiếp cận với anh Năm Vũ Linh đâu. Ồ, mình nghe em nghe câu nói này giống như là cô thứ bảy này là người được tiếp cận với chú Vũ Linh nha cô chú anh chị, nhưng mà theo bùm bùm với cái Thịnh Mỹ nói trời không có cho vô phòng nữa. Mà bây giờ nói giúp là mình được tiếp cận và mình được nói chuyện thân với chú Linh lắm nha, nên bây giờ là chú kể nha. À, trước khi muốn nói xấu về người khác thì hãy nhìn lại mình nhé, anh ở góc lỗ nào của nhà tôi mà anh nghe và biết tôi suối chồng tôi từ con vậy anh Hề Tâm Sanh Tướng kia, tôi nói với bum thế nào thì tự lương tâm nó hiểu. Đúng rồi, tự lương tâm nó hiểu, nó quá hiểu luôn. Thật sự ra cái chuyện này nè ai nhìn cũng được hết, không có mà một ông chồng mà đứng lên mà từ con, mà một cái người vợ đứng kế bên mà bình tĩnh, ngồi cười nhiều lúc mà còn cười mỉm nữa. Em nói thật sự không lương tâm, không có một ai mà cho phép những cái điều đó. Tại sao nói mình cũng là thân phụ nữ mà đúng không, mình đang biết à bé đó là con của con riêng của chồng mình, thì dù sao nó có nói bậy gì á thì đó là chuyện của nó đúng không, nó con nít mà, thì dặn gì hay gì dặn nó, anh ơi anh điện cho nó đi, anh la gầy nó, sau này con đừng có nói gì nữa nha, không đúng nha, đó là sai sự thật nha. Đó thì vậy có phải ổn hơn không, nó có tình người hơn không? Mà đây ngồi còn chồng mình á lên từ con mà đứng bên kia mỉm mà cũng không can ngăn gì hết, mà trong khi nó bụng mang dạ chữa thì ai cũng biết hết trơn á, một người phụ nữ mà bụng mang dạ chữa đang sắp tới ngày sinh thì cái tâm lý cực kỳ phải nói là cực kỳ là nhạy cảm, lỡ nói cái đó rồi bùm bùm xúc động rồi chuyện gì xảy ra với hai mẹ con, nó nguy hiểm tới tính mạng của hai mẹ con không, mà mình ở bên không cản. Nhưng mà cái điều ở đây nè, thứ nhất là tại sao người ta lại nói cái cô thứ bảy này xui, tại vì từ đầu câu chuyện tới hiện tại thì bùm bùm chưa có một lời nào nói về xấu về người ba của mình, thì lấy lý do gì chú bảy ổng đã đi từ Hồng Loan, quên đi từ bùm bùm hả? Và
Thanh Mỹ cũng chưa có một cái lời nào nói xấu về chú Bảy đó. Thì lấy lý do chú Bảy là không cho Thanh Mỹ là cháu nội đòi gạch cái bỏ. Quý vị thấy không, từ đầu giờ thì hai người này đâu có nói đâu, đâu có nói về chú Bảy, cũng thậm chí bùm bùm còn lên bài viết nói rằng quý vị ơi đừng có tấn công ba của tôi, ba của con, ba của em nữa, tại vì ổng già rồi, ở nhiều khi bị người ta xui khiến này kia thôi, quý vị đừng tấn công nữa, thậm chí là kêu mọi người là đừng tấn công về chú Bảy nữa. Thì thật sự ra em nghĩ rằng không có người cha nào mà nhẫn tâm mà khi con mình nó không chửi mình, nó không mắng mình, nó không đi vu khống mình mà mình lại từ nó, trừ khi là có một ai đó xúi giục và có quyền lực bắt ông làm cái bên thôi. Và chứng tỏ rằng ngồi cái bên nè, nếu mà tâm trạng phụ nữ cũng là từng là bụng mang nha, bụng nói chung là cũng từng mang thai, cũng từng sinh con, thì cũng biết rằng cái lúc đó quan trọng, thì thôi thôi anh ơi, anh dặn nó, dặn đừng đừng có nói gì nó hết, thôi để nó sinh xong đi, rồi có gì ít ra nó cũng mang dòng máu của anh, rồi nó cũng mang cháu ngoại, chứ ai mà ngồi đó nhìn đứng cười giống như nhát tuồng, thì thật sự có nhát tuồng hay không thì tự mình biết ha. Đó. Thì có đối xử tốt với Bum như thế nào không thì Bum kể hết rồi đó cô chú anh chị. À, tôi không phải là thứ nhỏ mọn mà chuyện gia đình phải đi kể trên mạng xã hội để lấy lòng mọi người. Còn Bum nó ghét tôi là chuyện của nó, tôi không thẹn và tôi không làm gì sai là đủ rồi. Đúng rồi, thứ bảy đâu có làm gì sai đâu. Anh tưởng anh ở nước ngoài rồi muốn vu khống ai thì vu khống hả? À, hai từ nghệ sĩ của tôi là do khán giả, do nhà nước công nhận. Ồ, nghệ sĩ mà do nhà nước công nhận luôn. Em thấy bây giờ không phải gì, bây giờ một cái người mà hát đăng một bài hát trên mạng thôi thì cũng gọi là nghệ sĩ, cũng gọi là ca sĩ đó cô chú anh chị. Bây giờ thật sự ra cái này thì tràn lan chừng nào mà những cái danh hiệu kìa, giống như danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân này kia mới nhà nước phong tặng, chứ xưa giờ em đâu có nghe mà nghệ hay từ nghệ sĩ mà nhà nước phong tặng đâu. Nó có hay không nha, em không biết, từ xưa chưa nghe nó không biết nha. Anh có tư cách gì mà đề nghị ở đây hả anh Hề tâm sanh tướng kia, nó chửi người ta tâm sanh tướng. Tôi không thấy sang bắt họ, tôi không thấy sang bắt hoàng làm họ, tôi không bú pham, nên làm sao tôi nổi tiếng giống như anh được, còn nghề nào buôn bán cũng cao quý hết nha anh. Anh nói vậy chắc ngoài đi hát ra không có nghệ sĩ nào làm nghề tay trái hết hả? Mở miệng ra uốn lưỡi dòm trước ngó sau hả nói? Chứ tôi thấy cái sự giả tạo, xạo, láo, đâm chọt nhiều nhất là anh đó nha anh Hề. Tâm sanh tướng à, anh tự tát vô mặt mình mà không biết luôn hả? À, được thuê bao nhiêu tiền để trả bài viết vô căn cứ? Ồ, ý là nói là Hồng Loan thuê đó nha cô chú anh chị. Ồ, Hồng Loan giàu quá nha. À, Hồng Loan giàu quá mà bữa hổm ăn cái pizza của cô chú gái cũng bị nói nữa. À, mượn cái áo, mượn cái áo rồi cũng nói nữa. Mà bây giờ là có tiền thuê tới nghệ sĩ hải ngoại viết bài luôn nha. Ghê thiệt. Không biết gì mà thao thao bất tuyệt xen vô chuyện người ta như đúng rồi vậy. Ồ, mình nói người ta mà giống như mình vậy đó. Mình cũng đâu có biết gì đâu. Mình cũng là làm dâu thôi chứ đâu phải là gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ đâu, mà bây giờ thành thành ruột thịt ra, trong khi cố nghệ sĩ người ta chỉ công nhận là mẹ của Bùm Bùm thôi. Đúng không chú chị? À, anh có bố farm cỡ nào cũng không được nổi đâu. Đúng rồi, anh Lê Tính giờ không nổi đâu, tại vì bây giờ là ai cũng chia sẻ bài của Lê Tính nên không ai nổi. Lê Tính không có nổi đâu nha. Ít ra thì tôi cũng nhiều người biết đến trong nghệ thuật và tâm tướng tôi cũng hơn anh nhiều lắm nha. Bớt nói đi anh Hề tâm sanh tướng kia đó. Thì đây là những cái lời đáp trả của Sáu nghe cực kỳ căng ha, chữ ta là tên Hề nha. À, rồi tâm sanh tướng nha, mà nói ủa tôi có nói gì đâu, trời ơi tôi hiền lắm, tôi không nói gì ấy chứ, sao cái giọng điệu này nghe quen với cô chú anh chị. À, thì để chúng ta đợi ngày mai ra xem anh Lê Tính sẽ lên nói cái gì nha cô chú anh chị. À, mọi người cũng đang rất là chờ đợi phần 5 nha, từ từ bí mật sẽ được bật mí nha. Nhưng mà em bật mí cho cô chú anh chị một cái nữa, đó là có một số những nạn nhân đã lên tố cáo cô Khọt Xèo. Thì người ta nói như thế nào nè, đây là khi mà Lê Tính chia sẻ cái bài viết của mình thì cái chị này vô nói nè, chị tên là Nguyễn Thị Kim Danh, là chị nói như này: đọc bài này em lại buồn, lúc đó em đi 3 tháng gửi về 60 triệu nhờ nhờ giữ con em giùm, vì em gửi con lại cho vì em gửi con lại nhờ đưa rước con em ăn học giùm, vậy mà bà không đưa cho đi học mà cho nghỉ học ở trường,
À, ý nói là cái chị này đi lao động ở bên Trung Quốc, nó cô chú anh chị mấy là gửi tiền về nhờ cái cô mà khọt sẹo là đưa con đi học giùm đó, nhưng mà cái cô khọt sẹo này không đưa con đi học mà cho nghỉ học ở trường luôn. Rồi em biết chuyện nên mới hỏi thì bà mới đưa con em đi học ở trường bổ túc chung với con trai của bà, trong khi con em đủ tuổi học ở trường đàng hoàng. Rồi có lần em gọi về thì nói là tới tiền nhà nên hỏi em đem chiếc xe đi cầm hết 20 mấy triệu, xong rồi không biết liêm sỉ nói với em là không ấy, em làm giấy ủy quyền cho chị để chị năn nỉ người ta, chị xin góp từ từ để chị lấy xe đó chạy. Ghê của chú vậy, xe xe của người ta mà đem đi cầm xong rồi kêu người này phải ủy quyền à, còn số tiền mà cầm đó là để chị trả, chị năn nỉ ủy quyền cho chị thi, để chị năn nỉ hay ủy quyền cho chị xong chị bán luôn à. Trời ơi, em phải làm đủ mọi cách và làm đủ thứ công việc để có tiền chuộc lại chiếc xe. Khi em lên Sài Gòn đến gặp bà lấy cái giấy cầm xe, bà không biết điều đâu à, dạy con bà nói bóng nói gió, ý là à, lên chứ chị này à, có tiền người ta lên để kêu đưa cái giấy cầm xe để mà chị đi chuột xe vậy đó, mà trong khi cái tiền chuột xe thì bà này bà lấy đó, mà lên còn dạy cho con mình là nó bóng gió giống như là chửi phong long của chú chị đó. Xong rồi em lấy giấy đi, bà cũng không hề biết nói một lời biết ơn, cũng không đưa một đồng nào để phụ tiền lời. Em bức xúc lắm, em lúc em đi Trung Quốc về em không còn tiền, bà trở mặt. Em mang tiếng ở nhà thuê nhưng em đã phải làm tất cả, nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Ngày thì bà ngủ, đêm thì bà thức để tiếp chuyện với những khán giả bên nước ngoài. Vì bên nước ngoài ban đêm là ban ngày, mở ra lớp dạy hát học trò. Đâu? Học đâu? Đây cái khúc này nữa nè. Học trò mở lớp dạy hát học trò, đến học được vài lần thì bắt đầu than thở mượn tiền nhiều lắm, ai hết tiền thì bị vợ chồng bà hắt hủi, thì liền em bức xúc luôn á anh đó. Thì cái này thấy đúng nè, quý vị có lật lại cái quá khứ những cái bài đăng của chú Bảy á, chắc anh em ruột mà không bằng người dưng. Ý là nó trong lúc mà dầu sôi lửa bỏng mà không giúp đó của chú, lúc đó em nghĩ là kêu chú là giúp đỡ đó nhưng mà chú không giúp, nhưng mà sau này chắc là than thở rồi làm này làm kia, chú thấy gì chú mới bán cho biệt thự chú giúp đó của chú anh chị. Mà bây giờ là chó bỏ, từ xưa tới giờ tôi đâu có nhờ anh tôi anh Năm giúp tôi gì đâu, chưa bao giờ mượn danh nghệ sĩ Vũ Linh nữa. Trời ơi trời, thật sự ra cái tên mà chú Bảy á, là có từ ai cũng có từ Vũ Linh ra thôi, mà tôi chưa bao giờ nhờ giả nha, giống như Bảy tôi chưa bao giờ, anh Năm chưa bao giờ giúp đỡ đâu, chứ anh nói sai, anh say anh nói chuyện trên mạng chơi vui vậy thôi chứ không có giúp đỡ nha. À, thì tiếp cái bài này nè, cái bạn Kim Yumi này mới hỏi là trời ơi sao chị, sao mụ này ác quá vậy, chị có bà con gì với bà không mà phải nhịn bà dữ vậy. Thì chị này mới trả lời mình không có bà con gì hết, hồi đó mình ở Sài Gòn đi làm nuôi đứa con gái ăn học rồi đi xem hát quen biết với bà hát, lúc đó gặp bà mình còn tiền của rồi kết thân, bà mới nói là bà thuê cái nhà còn dư một phòng rồi kêu mình về ở ghép. Mình thì lúc đó không biết tánh của bà như vậy nên mới về ở, phần là tôi cũng mê cải lương ước mơ được theo nghề hát nên bị lợi dụng, cũng may mắn là mình sống phải nên trời không trượt đường sống, thời gian sau mình về quê An Giang sống phải về quê ăn nhân sống phải đi bán vé số để có tiền nuôi con nuôi các con ăn học, còn bả thì không biết nói một lời cảm ơn với mình nữa. Không phải là mình sợ bả nhưng những cái đó mình không có giấy tờ chứng minh nên mình coi như là bài học, mình ngu quá phải không bạn đó. Thì chị này thật sự ra em nghĩ là chị này cũng không biết, tại vì người ta đâu có toan tính đâu, người ta tưởng đâu à gặp được cái người hiền người ta giúp đỡ mình, ngờ đâu là người ta lợi dụng phải không. Tiền bạc thì hết trơn, của cải thì bị người ta đem đi cầm, con cái thì thật sự ra người ta bỏ bơ bỏ bớt vậy đó. Thấy không, nó có nạn nhân lên tiếng đó của chú anh chị ha. Quyền tiết lộ của chú anh chị nghe này nha, thì có người kể với em á là cái bữa mà tổ chức live show á tiếng tưởng niệm á, trời ơi, than lời 40-50 chai ha, nhưng mà em nghe nói là trời ơi tại sao mỗi người vô là được phát 100.000. Tự nhiên cái bà tới mà cái những người mà ở khu phố đó
cũng bị kéo vô cho đủ góp mặt trong cái buổi tiệc live show á chứ. Bởi vì quý vị không nhìn thấy những cái người đó ngơ ngác không biết gì trơn. Đồ ăn thì giống như đồ, thật sự ra nói một câu xin lỗi chứ thật sự nó giống như đồ cúng cô hồn vậy đó. Có ai mà đãi tiệc ăn buffet mà đãi đồ ăn là những cái đồ mà giống như là bánh mà bánh gói 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 để trong bịch giống mua ký của chú anh chị, hỏi ai ăn giờ live show mà 500.000 một vé nha, vậy là bán hết vé rồi. Ồ, ông giám đốc lên nổ, trời ơi nghệ sĩ hôm đó đến nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm quý vị ơi. Và khán giả giờ mua vé hết rồi, tôi dự đóng ngày đó phải 300-400 người lận đó, 300-400 người lận, ít đó. Nhiều nữa tôi phải tăng cường 3-4 loại ghế lận. Trời ơi em coi nhờ, bởi vì ở đời bởi vì đừng có nổ quá, ta đếm thử như ghế chúng đó không biết được 100 cái chứ nữa, mà nó 300-400 người nghệ sĩ không biết có ai đến. Đúng rồi, 11 người nghệ sĩ đó. Đó trong đoàn nó có 11 người thì 1 người đến cho cô chú anh chị. Còn mua bông á, bà làm trình bồ mua bông, đưa cho bà này, lên tặng đi, lên tặng đi, lên tặng đi, tại tôi lên tặng thì người ta nó quen quá rồi, cô cho bộ cầm bông lên tặng đi, hơn là bữa đó live stream nhờ cái khúc đó nữa. Bởi vì quý vị thấy không, làm những cái chuyện mà khiến cho thiên hạ người ta cười không à, mà giống như là mình đi lừa được thiên hạ vậy đó cô chú anh chị. Giống như mình hay mình đi lừa được khán thiên hạ, mình cứ ỷ y mình cứ tưởng là mình lừa được, cuối cùng ra thật sự ra càng làm thì càng sai. Thời đại thì thời đại 5.0 rồi chứ không phải là thời đại mà mình nói sao ta nghe vậy đâu đó. Thì đây cũng là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú gì thấy hay nhấn like subscribe và chia sẻ giúp em. Mến chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.